Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, trong thời gian qua thì em vẫn rất là làm rất là nhiều những cái sản phẩm về loa, về đẩy, về vang, về mic, nhưng loa siêu trầm thì chúng em lại khá là ít làm, đúng không ạ? Thì đó là một cái một lời góp ý của một anh là hỏi rằng là em ơi, sao em làm nhiều sản phẩm như vậy mà không khi đó là mọi người còn đang rất là quan tâm đến những dòng loa siêu trầm. Vậy thì em có những cái dòng loa siêu trầm nào mà nó hay, nó rẻ thì em có thể làm một cái video để cho toàn thể các bác cùng theo dõi và cùng xem, để có thể là lựa chọn cho mình được một trong những cái loa siêu trầm nó phù hợp nhất. Thì hôm nay thì chúng em lại có về được một số lượng của những cái dòng loa siêu trầm bãi đến từ JBN đó. Và xin mời các bác cùng theo em review và đánh giá chi tiết những sản phẩm loa siêu trầm của JBN. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc của cái dòng loa siêu trầm này, đó là nó màu đen, đen truyền thống luôn các bác nhé. Thì màu đen này thì các bác có thể thấy là từ thân thùng này đó, từ thân thùng cho đến lớp e căng nó đều là màu đen hết đó. Và cái logo của nó thì sẽ ở phía dưới trung tâm này đó, JBN các bác nhé. Và như các bác có thể thấy thì để mà nói về cái e căng thì chúng em thì thật sự là không, rất là khó để có thể làm sạch đó, rất khó để làm sạch như mới, vì là nó là chất liệu vải ấy, nó sẽ ngấm bụi một thời gian, nên cái màng e căng thì ít nhiều ở đây thì nó cũng sẽ có phai màu đi đó, nó không còn được đẹp như mới nữa. Tuy nhiên về cái thân thùng thì các bác có thể thấy cái thân thùng thì chúng em đã cố gắng là lấy xăng đó, em đã lấy xăng và sẽ phải là tẩy sạch đó, lấy xăng này, sau đó thì cho vào một miếng vải, em tẩy sạch các cái bụi bẩn bám bên ngoài mặt thùng đó. Thì các bác có thể thấy là khi mà em dùng xăng em can thiệp vào đây thì nó đã rất là đẹp, đúng không ạ, bóng bẩy đẹp như mới luôn. Còn cái e căng thì chúng ta sẽ không thể nào mà làm nó đẹp như mới được, còn cái thân thùng gỗ thì nó sẽ không ngấm bụi đó, thế nên là chúng ta làm vệ sinh rất là dễ nhé. Thế tuy nhiên về cái e căng này thì nó vẫn còn khá là đẹp đó, các bác nhìn này, khá là đẹp đó, nó không phải là nó quá bụi bẩn hay là quá xấu. Mà e căng này về cái độ mới của nó thì bây giờ chúng ta có thể đánh giá nó vẫn còn 80% các bác nhé. Nó còn thân thùng thì chúng ta nhìn thì hoàn toàn rất là giống mới rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ tháo ra đó, cho các bác cùng xem bên trong. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một lớp một mặt bát nhé, củ bát nhé. Đó, củ bát này thì xíu nữa em sẽ đánh cho các bác này. Đó, bát của nó là gân cao su khá là dày các bác nhé. Đó, và cái gân này nó dày và nó cứng ấy, giúp cho cái độ đàn hồi của cái tiếng bát nó nực. Đó, nó không bị rung quá nhiều các bác nhé. Và nó bền. Đó. Các bác có thể thấy này, màng của nó thì đây thì là màng vải này. Đó, gân cao su nhé. Đó. Thế đây là mặt trước. Rất là đẹp. Thế còn mặt sau của siêu trầm thì ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn một chiếc nữa này. Đó. Mặt sau của siêu trầm JBN đó thì chúng ta sẽ có một mạch tản nhiệt này. Đó, một cái mạch tản nhiệt nhé. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một nút công tắc tắt mở này. Đó, rồi một nút cấp điện nguồn nhé. Điện nguồn này chúng ta chạy điện 220 các bác nhé. Đó. Rồi bên tay trái thì chúng ta sẽ có là một cái giải để cắt cái giải thấp NPF nhé. Đó, đây chúng ta là cắt giải thấp này. Đó. Và các bác lưu ý thì cái giải này chính là cái giải mà chúng ta có thể cắt nời của nó đi nhé. Đó, giúp cho cái tiếng súp nó gọn. Đó, nó hay. Đó, tiếng súp nó hay không là ở cái này các bác nhé. Đó, thế nên là khi mà các bác mua về các bác muốn cắt đó, thì chúng ta sẽ phải cắt từ từ. Đó, tầm nào mà các bác thấy tiếng nó gọn. Đó, thì là các bác có thể giữ nguyên. Đó. Rồi, bên này thì sẽ là chỉnh volume to nhỏ. Đó, khi các bác cắt được cái giải thấp này rồi thì chúng ta sẽ chỉnh volume đó, tùy theo mức độ mà các bác muốn nghe. Đó. Rồi, đây là chúng ta sẽ có một nút là chỉnh pha. Đó, chỉnh pha ở đây các bác nhé. Đó, pha ở đây thì thường thì ví dụ như là em dùng không gian nhỏ thì em có để 0 độ. Đó, còn không dùng không gian rộng thì em sẽ để nếu 180. Đó, để cho tiếng súp nó đi xa hơn nhé. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có một đường lai hơi. Đó, đường lai hơi các bác nhé. Cái đường này thì chúng ta sẽ cấp tín hiệu, nếu như anh em không dùng điện ấy, anh em dùng hơi thì anh em cấp tín hiệu từ cục đẩy công suất đó, xuống đây.
đó, đỏ và đen này các bác này, đó là các bác có thể là cấp tín hiệu vào đây đó. Còn nếu như anh em mà dùng điện thì anh em cắm thẳng trực tiếp vào đường sắp, đó đường sắp này nhé, đó hoặc là anh em có thể cắm vào nai in này nó cũng ra tiếng, nhưng mà theo em thì anh em cứ cắm vào đường sắt cho em đó. Anh em có thể thử với hai cách này, một đường nai in, hai đường sắp đó, thì đấy là cách kết nối rồi. Đây cái mạch đặt nhiệt này thì em vừa nói rồi đúng không ạ, và một cái điều nó rất là hay là nó có một nỗ thông hơi ở phía sau. Nỗ thông hơi này thì bên trong thì nó sẽ có một cái lớp nhựa để chống chuột nhé, chuột nhưng mà chuột to, chuột nhỏ thì nó vẫn chui được vào. Tuy nhiên về mà anh em muốn mà nó chống được cả chuột nhỏ nữa thì anh em sẽ thiết kế cho em một cái lưới màng sắt đó, anh em có thể bịt vào trong này đó, bịt nó rất là dễ thì là chuột nó sẽ không chui được vào các bác nhé. Đó thì là em lưu ý các bác như vậy. Rồi thì đó là cái thiết kế chi tiết của cái thùng loa. Về nhìn qua thì chúng ta có thể thấy nó đẹp này, hiện đại đó, và trưng bày cũng khá là đẹp các bác nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc để các bác có thể trải nghiệm qua cái chất âm của loa siêu trầm, và xin mời các bác. Nắng gặp nhau thôi mà, nay em đem tay nói câu chỉ là nắm tay nhau làm đôi. Thưa toàn thể các bác, thì em vừa test qua cho các bác một đoạn nhạc đúng không ạ? Cảm ơn các bác có thể nhìn thế nào ạ? Cái chất âm của những dòng loa này ra rất là khuê, sâu sắc đó, và các cảm giác là cái tiếng bass của anh nó rất là gọn và nó nực nhé, nó gọn tiếng bass nhưng nó phải nực, thì đó là những chất âm siêu trầm của JBL nó mang lại cho chúng ta đúng không ạ? Và các bác có quan tâm về giá thành sản phẩm hay quan tâm về chất lượng sản phẩm thì các bác có thể để lại bình luận bên dưới để chúng em có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ các bác. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm ủng hộ chúng em. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.